cầu thủ 16 tuổi của Hoàng Anh Gia Lai lập kỷ lục V-League Đà Nẵng Trần Gia Bảo, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở V-League, khi ấn định tỷ số 4-0 cho Hoàng Anh Gia Lai trước chủ nhà Quảng Nam ở vòng 1. Ghi bàn, Ma Sinh 4 phút và 57 phút, Ngọc Quang 4-5-4, Gia Bảo 90 phút cộng 2. Gia Bảo sinh năm 2008, cao 1,75m và nặng 65kg. Anh là sản phẩm của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, từng khoác áo U15, U16 và U17 Việt Nam. Tại giải giao hữu U16 quốc tế, Peace Cup 2024 diễn ra ở Trung Quốc mới đây, Gia Bảo cùng đồng đội đánh bại Uzbekistan 3-0 và Nhật Bản 1-0. Anh là cầu thủ trẻ nhất được đăng ký ở V-League 2024-2025 khi mới 16 tuổi. Trong trận ra quân chiều nay, khi Hoàng Anh Gia Lai làm khách trên sân Hòa Xuân, Đà Nẵng nơi Quảng Nam mượn làm sân nhà, Gia Bảo vào sân từ phút 73 thay tiền vệ Châu Ngọc Quang. Đến phút 902, anh chớp cơ hội đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Công. Trọng tài ban đầu thổi còi báo Việt vị, nhưng va vào cuộc kiểm tra rồi công nhận bàn thắng cho tiền đạo đội khách. Kỷ lục cầu thủ trẻ ghi bàn ở V-League trước đây thuộc về Nguyễn Công Thành, tiền đạo Đồng Tháp chọc thủng lưới Hải Phòng trên sân Lạch Tray tại V-League 2015 khi 17 tuổi 246 ngày. Sau trận, Gia Bảo cho biết anh rất hạnh phúc vì ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp tại V-League, cảm ơn các thầy và đồng đội đã hỗ trợ, đồng thời hy vọng đây là bước đệm lớn để anh tiếp tục cố gắng, phát huy hơn nữa. Khoảnh khắc lịch sử của Gia Bảo góp phần tô điểm cho khởi đầu như mơ của Hoàng Anh Gia Lai. Họ mở tỷ số ngay phút thứ 4 khi Trần Bảo Toàn xử lý khôn khéo bên cánh trái, rồi căng ngang cho tân binh Ma Sinh Silva đá nối tung nóc lưới Quảng Nam. Hai đội sau đó chơi đôi công. Quảng Nam suýt gỡ hòa phút 16, nhưng pha đánh đầu của Đặng Văn Lắm bị xà ngang từ chối. Sau đó, Hoàng Vũ Samson và Asimene có cơ hội nhưng kết thúc thiếu sắc bén. Đội khách cụ thể hóa cơ hội tốt hơn. Phút 4-5-4, từ tình huống phạt góc, trung vệ Jai Robert Cao đánh đầu loại bỏ hàng thủ Quảng Nam để Ngọc Quang đánh đầu cận thành tung lưới, nhân đôi cách biệt. Đầu mùa này, Hoàng Anh Gia Lai hoán đổi vai trò trong ban huấn luyện, khi ông Vũ Tiến Thành lùi về làm giám đốc kỹ thuật, để trợ lý Lê Quang Trãi lên giữ chức huấn luyện viên trưởng. Dù vậy, quyền chỉ đạo chuyên môn vẫn thuộc về ông Thành. Trong lần thay tướng này, đội bóng phố núi đã đổi vận. Đầu hiệp 2, lại là Trần Bảo Toàn, tạt từ phải vào để Ma Sinh thoải mái bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0. Tân binh Ma Sinh suýt ghi hat-trick khi tiếp tục sút tung lưới Quảng Nam ở phút 64, nhưng bị trọng tài bắt việt vị. Dù vậy, với việc Gia Bảo ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 ở phút cuối, Hoàng Anh Gia Lai đã có khởi đầu hoàn hảo. Ở vòng 2, Hoàng Anh Gia Lai về sân nhà tiếp Sông Lam Nghệ An ngày 21 tháng 9, còn Quảng Nam làm khách trước Nam Định ngày 23 tháng 9.